The Disputed Farmland, an argument for the sanctity of ancestral land and fair play in debt settlement. Đất nông nghiệp tranh chấp, một lập luận về tính thiêng liêng của đất tổ tiên và chơi công bằng trong giải quyết nợ. Có cơ phùng gặp chùi, đục lăng rút vì điều này, nên có kiên lô, buôn rùa thị trấn e ca, viện e ca. Có chàn Prat Nguyên Vân Linh, khối ba tê thị trấn e ca, viện e ca, tỉnh Đắk Lắk. Có chàn Prat Nhu, bạ tốt tùa lô. Lê nâng có bệ lo tốt tùa lô. Mô tùa lòm lăn, nhu lộ mạ Prat tơ có sapan tốt. Lọp lô triệu. Có bệ dì lê Prat Nhu, nhu lộ mạ mà bụa có. Dì nguyệt lê rạch này có lộ mô nục tục ơ. Nục sạp mị mà có nhu bệ có quệ về dì. Nục lăn thê có bùng mô lộ lăn quệ ơ có mô nục tục ơ. In the verdant highlands of Dak Lak province, where the Erkar town nestles amidst rolling hills and lush fields, a dispute unlike any other emerged as a microcosm of greater societal concerns. It centers around Ekken Mlo, a native Montagnard, and Nguyen Van Linh, a descendant of a member of the Vietnamese Communist Party, which unveils layers of complexity involving ancestral land rights, the power dynamics of historical privilege, and the morality of debt settlement. This essay aims to dissect the myriad issues intertwined in the case of the appropriated property of Ekken Mlo, arguing that justice entails more than the mere settling of debts, it underpins the respect for ancestral land and equitable treatment in financial transactions. Ở vùng cao nguyên xanh tươi của tỉnh Đắk Lắk, nơi thị trấn Eak nếp mình giữa những ngọn đồi nhấp nhô và những cánh đồng tươi tốt, một cuộc tranh chấp không giống như bất kỳ cuộc tranh chấp nào khác nổi lên như một mô hình thu nhỏ của mối quan tâm xã hội lớn hơn. Nó tập trung xung quanh Heng Lo, một người thượng bản địa, và Nguyễn Văn Linh, hậu duệ của một thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiết lộ các lớp phức tạp liên quan đến quyền đất đai của tổ tiên, động lực quyền lực của đặc quyền lịch sử, và đạo đức giải quyết nợ. Bài luận này nhằm mục đích mổ xẻ vô số vấn đề đang xen trong trường hợp tài sản bị chiếm đoạt của Heng Lo, cho rằng công lý đòi hỏi nhiều hơn là việc giải quyết các khoản nợ làm nền tảng cho sự tôn trọng đất đai của tổ tiên và đối xử công bằng trong các giao dịch tài chính. The tale begins with an agreement muddied now with controversy. Ken Mlo owed Nguyen Van Linh a sizable debt of 420 million Vietnamese dong, VND. A payment of 330 million VND was made, leaving a balance of 90 million VND. What unfolds, however, spirals into an alarming demand, as Van Linh insists on a payment that balloons inexplicably to 830 million VND, a virtual doubling of the initial debt, despite significant repayment. Ekken Mlo, feeling trapped and perhaps fearing repercussions given Van Linh's politically influential lineage, agrees to this new figure. Câu chuyện bắt đầu với một thỏa thuận lộn xộn với tranh cãi. Heng Lo nợ Nguyễn Văn Linh một khoản nợ lớn 420 triệu đồng Việt Nam đồng. Một khoản thanh toán 330 triệu đồng đã được thực hiện, để lại số dư 90 triệu đồng. Tuy nhiên, những gì mở ra, xoắn ốc thành một nhu cầu đáng báo động khi Vân Linh nhấn mạnh vào một khoản thanh toán mà bong bóng không thể giải thích được đến 830 triệu đồng, một sự tăng gấp đôi ảo của khoản nợ ban đầu mặc dù trả nợ đáng kể. Heng Lo cảm thấy bị mắc kẹt và có lẽ sợ hậu quả do dòng dõi có ảnh hưởng chính trị của Văn Linh, đồng ý với nhân vật mới này. Unfortunately, the ordeal does not conclude with this payment. The next act in this drama involves Nguyen Van Linh taking possession of Ken Mlo's farmland, upon which rests the ancestral graves of their father and grandmother. In the face of these escalating demands, we are left to ponder. Is this a case of undisguised exploitation or a simple business disagreement gone awry? To understand the crux of this issue, one must delve into the importance of ancestral land for the Montagnards and many indigenous communities worldwide. For these groups, land is intrinsically tied to cultural identity, with spiritual significance attached to the resting places of forebears. Ancestral graves are not just patches of earth. They are sacred spaces that anchor families to their past and to the land that nourishes them. The removal of these graves not only disrupts the physical soil, but also tears the spiritual fabric that cloaks the community. Thật không may, thử thách không kết thúc với khoản thanh toán này.
Hành động tiếp theo trong bộ phim này liên quan đến việc Nguyễn Văn Linh chiếm hữu đất nông nghiệp của Hen Lo, nơi chôn cất những ngôi mộ tổ tiên của cha và bà của họ. Trước những yêu cầu leo thang này, chúng ta phải suy nghĩ, đây có phải là trường hợp không bị trang hay bất đồng kinh doanh đơn giản đã trở nên tồi tệ. Để hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề này, người ta phải đi sâu vào tầm quan trọng của đất tổ tiên đối với người thượng và nhiều cộng đồng bản địa trên toàn thế giới. Đối với các nhóm này, đất đai về bản chất gắn liền với bản sắc văn hóa, với ý nghĩa tâm linh gắn liền với nơi nghỉ ngơi của tổ tiên. Các ngôi mộ tổ tiên không chỉ là những mảnh đất, chúng là những không gian thiêng liêng neo các gia đình vào quá khứ của họ và vùng đất nuôi dưỡng họ. Việc loại bỏ những ngôi mộ này không chỉ phá vỡ đất vật lý mà còn xé nát kết cấu tâm linh che giấu cộng đồng. Nguyễn Văn Linh's demands stand stark against the Montagnards' right to maintain their connection to their heritage. The forced relocation translates into a cultural exile from their spiritual homeland. When Van Lin seized all of Ken M. Lo's farmland, an injustice was perpetrated that could not be quantified solely by monetary valuation. Proceeding to the financial aspect of the case, a debt, per se, is not ignoble. It acknowledges a financial relationship between parties that requires resolution. However, just practices in debt settlement are based on transparency and fairness. Van Lin's sudden and exorbitant increase in the owed amount sans a clear reason or preceding agreement is dubious. It demonstrates a flagrant abuse of power, leveraging the implicit influence and historical privilege associated with his political background. Yêu cầu của Nguyễn Văn Linh hoàn toàn chống lại quyền của người thượng để duy trì mối liên hệ của họ với di sản của họ. Việc di dời bắt buộc chuyển thành một cuộc lưu vong văn hóa từ quê hương tinh thần của họ. Khi Vân Linh chiếm giữ toàn bộ đất nông nghiệp của Hen Lo, một sự bất công đã xảy ra mà không thể định lượng chỉ bằng định giá tiền tệ. Tiến tới khía cạnh tài chính của vụ án, một khoản nợ, mỗi xe, không phải là đê tiện. Nó thừa nhận mối quan hệ tài chính giữa các bên đòi hỏi phải giải quyết. Tuy nhiên, chỉ có thực tiễn trong việc giải quyết nợ mới dựa trên tính minh bạch và công bằng. Sự gia tăng đột ngột và cắt cổ của Văn Linh trong số tiền nợ không phải là một lý do rõ ràng hoặc thỏa thuận trước đó, là đáng ngờ. Nó thể hiện một sự lạm dụng quyền lực trắng trợn, tận dụng ảnh hưởng ngầm và đặc quyền lịch sử liên quan đến nền tảng chính trị của ông. In a just society, the circumstances would warrant the intervention of legal institutions that arbitrate based on established codes of fairness and equitable treatment. Yet the grave concern in this dispute is the implication of Haken M. Lo's lack of recourse. It suggests an uneven playing field, where the less influential debtor is pinned against a mightier creditor, backed by historical and possibly political heft. This inequity must be challenged and rectified. It is worth considering, furthermore, the ethical responsivities when dealing with debt collateral. A creditor may indeed be entitled to compensation when a debtor fails to meet payment schedules. However, such compensation must be proportionate and bear relevance to the original agreement. The leverage of seizing an entire piece of land and displacing an individual from their ancestral home does not align with either fair play or ethical business conduct. Rather, it reflects a punitive approach that insidiously seeks to maximize benefit at the cost of another's fundamental rights. Trong một xã hội công bằng, hoàn cảnh sẽ đảm bảo sự can thiệp của các tổ chức pháp lý phân xử dựa trên các quy tắc công bằng và đối xử công bằng đã được thiết lập. Tuy nhiên, mối quan tâm nghiêm trọng trong cuộc tranh chấp này là ý nghĩa của sự thiếu viện dẫn của Hen Lo. Nó cho thấy một sân chơi không đồng đều nơi con nợ ít ảnh hưởng hơn bị ghim chống lại một chủ nợ mạnh mẽ hơn được hỗ trợ bởi sự thăng tiến lịch sử và có thể chính trị. Sự bất bình đẳng này phải được thách thức và sửa chữa, nó là giá trị xem xét, hơn nữa, trách nhiệm đạo đức khi xử lý tài sản thế chấp nợ. Chủ nợ thực sự có thể được bồi thường khi con nợ không đáp ứng lịch trình thanh toán. Tuy nhiên, việc bồi thường như vậy phải tương ứng và phù hợp với thỏa thuận ban đầu. Đòn bẩy của việc chiếm giữ toàn bộ một mảnh đất và di dời một cá nhân khỏi nhà tổ tiên của họ không phù hợp với hành vi kinh doanh công bằng hoặc đạo đức. Thay vào đó, nó phản ánh một cách tiếp cận trừng phạt xảo quyệt tìm cách tối đa hóa lợi ích với chi phí của các quyền cơ bản của người khác. One could argue that Haken M. Lo's acquiescence to pay off the increased debt suggests consent, thereby legitimizing Van Lin's claims. However, this perspective grossly simplifies power dynamics at play.
it is vital to scrutinize the environment in which such consent was obtained. Was it under duress or threat, given the political implications? Did Ken M. Lo have an equal say in negotiations, or was his hand forced given the imbalance of influence? The mere presence of consent does not absolve the potential for coercion, especially when one party may unduly affect the outcome given their political ties and social standing. Người ta có thể lập luận rằng sự đồng ý của Hen Lo để trả hết khoản nợ gia tăng cho thấy sự đồng ý, do đó hợp pháp hóa yêu cầu của Vân Linh. Tuy nhiên, quan điểm này đơn giản hóa một cách thô thiển động lực quyền lực trong trò chơi. Điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng môi trường nơi có được sự đồng ý như vậy. Nó có bị áp lực hay đe dọa do những tác động chính trị? Hèn Lo có tiếng nói bình đẳng trong các cuộc đàm phán, hay tay ông bị ép buộc do sự mất cân bằng ảnh hưởng? Sự hiện diện đơn thuần của sự đồng ý không làm giảm khả năng ép buộc, đặc biệt là khi một bên có thể ảnh hưởng quá mức đến kết quả do mối quan hệ chính trị và vị thế xã hội của họ. Conclusion: the injustice towards Arken M. Lo is multifold. It is an affront to the Montagnards' spiritual relationship with their ancestral land and a manifestation of asymmetrical leverage in debt settlement stemming from historical privilege. The land appropriation in Ia Car Town epitomizes a broader conversation that necessitates a scrutinized look at how legacies of power can impact equity in financial dealings and the sanctity of cultural her. It implores a call for legal systems to not merely enforce contracts, but also to uphold the principles of fairness and the inviolable rights tied to one's ancestral roots. Only through such active protection and acknowledgement of both the tangible and intangible facets of justice can we hope to bridge the chasm between debt enforcement and the preservation of individual dignity and cultural lineage. Kết luận, sự bất công đối với Hen Lo là nhiều lần, đó là một sự sỉ nhục đối với mối quan hệ tâm linh của người thượng với vùng đất tổ tiên của họ và một biểu hiện của đòn bẩy bất đối xứng trong việc giải quyết nợ xuất phát từ đặc quyền lịch sử. Việc chiếm đoạt đất đai ở thị trấn EAK là điển hình cho một cuộc trò chuyện rộng hơn đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng về cách thức các di sản quyền lực có thể ảnh hưởng đến công bằng trong các giao dịch tài chính và sự thiêng liêng của văn hóa của cô. Nó kêu gọi một hệ thống pháp lý không chỉ đơn thuần là thực thi hợp đồng mà còn duy trì các nguyên tắc công bằng và các quyền bất khả xâm phạm gắn liền với nguồn gốc tổ tiên của một người. Chỉ thông qua sự bảo vệ tích cực và thừa nhận cả hai khía cạnh hữu hình và vô hình của công lý, chúng ta mới có thể hy vọng thu hẹp khoảng cách giữa thực thi nợ và bảo tồn phẩm giá cá nhân và dòng dõi văn hóa.